mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đạo Đi Dạo. Và ngày hôm nay, một buổi tối nay ra nhẹ nhàng thôi, mình nghĩ đây là một thời điểm vô cùng thích hợp để chia sẻ những cái vlog mà nói tâm sự về cái quá trình chơi xe của bản thân mình. Chơi xe nhiều anh em sẽ nói là bị xe chơi, đúng. Trong suốt cái quá trình chơi xe của mình, mặc dù không quá dài nhưng mà có những cái khoảng thời điểm mà mình đã từng bị xe chơi rất là nhiều lần rồi. Và mình sẽ kể cái quá trình đó cho mọi người, thôi mọi người có giống mình hay không nha. Rồi đợi đảo một xíu. Hey, chào con. Đó, cuộc đời chúng ta sẽ có những người sướng, người khổ khác nhau. Nên là quan điểm của mình là hãy cứ sống trọn vẹn một ngày. Mỗi người chúng ta đều có những cái số phận riêng. Hãy cứ làm việc, hãy cứ cống hiến thôi. Và nếu các bạn thích điều gì đó, các bạn hãy cứ làm ngày hôm nay, đừng đợi qua ngày mai nha. Đó là cũng là lý do tại sao mà mình lại làm vlog này. Mình đã có dự định từ rất lâu, từ những cái ngày mà mình mới chơi xe. Mình chơi xe, mình tham khảo từ những motor vlog khác, giống như là anh Anyman, anh Vinh Phan, anh Lê Giang Huy và nhiều biker khác nữa. Bởi vì vậy mình nghĩ rằng cái việc mà làm mô tô vlog này vừa là một cái để ghi lại cái quá trình mà chơi xe, những cái kỷ niệm cùng với con xe của mình, mà cũng là một cái kênh để mọi người anh em có thể tham khảo. Có thể là đúng, chia sẻ đúng, cũng có thể là chia sẻ sai, nhưng mà anh em sẽ là một cái kênh mà để anh em tham khảo dựa vào nó. Chơi xe dính xương hả? Mình nghĩ là anh em nào cũng dính thôi, nhất là mua xe cũ. Trước khi mình sở hữu cái con Hyper Mô Tạc này nè, xin thú thật với anh em, những mẫu xe trước đây mình chơi toàn là xe cũ, xe lướt. Lý do lớn nhất là tại vì mình không có đủ tài chính để đặt thùng một chiếc xe. Và mình cũng xác định thẳng trong đầu luôn là mình sẽ tiếp tục đổi xe. Nên nếu các bạn đặt thùng một mẫu xe đi ha, mà các bạn bán thì sẽ rất là lỗ. Tuy nhiên nếu bạn mua một chiếc xe lướt và bạn chơi một thời gian, bạn chán, bạn bán lại vẫn sẽ lỗ, nhưng mà cái khoản lỗ nó sẽ ít hơn so với việc đặt thùng. Mình nhớ là cái thời điểm mà mình chạy cái con đúc 390 đó, lúc đó mình chưa biết chạy côn tay, thì mình phải rất là khó khăn. Xe chạy trên đường mọi người hình dung cứ bị tắt máy liên tục luôn, rất là quê. Chạy xe mà cứ dừng đèn đỏ cái tắt máy bụp, trời ơi, mọi người phía sau kẹt xe cứ bóp kèn bim 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 đi đi. Lúc đó là mình kiểu mình cuốn cuồng lên luôn đó. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, do là mình chưa có quen với cái côn tay, và trước đó mình chưa biết chạy côn tay luôn, không biết có ai như mình không nha. Các anh em đa số sẽ là chạy những chiếc như Sam 7, những chiếc như Exciter, Winner, các anh em úp lên phân khối lớn. Nhưng mà mình không, đụng một phát mình nhảy lên con đúc 390, chạy đúc 390 và tập chạy côn tay luôn. Chứ trước đó là chưa biết chạy, chỉ thấy là mô tô nó ngầu rồi thích thôi, chứ chưa biết chạy côn tay. Nên là các bạn đoán xem cái gì hư đầu tiên. 3, 2, 1, bộ nồi. Mình bóp côn, nhả côn không hợp lý, dẫn đến cái việc là cái bộ nồi xe á, nó sẽ bị bào mòn rất là nhanh. Đó là một trong những cái dễ xảy ra nhất đối với những anh em chơi xe côn tay. Điều gì đến cũng phải đến. Mình nhớ là mình chạy con đúc 390 đó khoảng 3 tháng. Sau 3 tháng là tự nhiên cái xe, các bạn cứ hình dung các bạn kéo lên từ tầm 90 là nó không có lên được nữa, nó cứ tằng tằng ở đó. Lúc đó mình cũng nghĩ trong đầu là rồi, có thể là bị bộ nồi rồi. Và y như rằng mở một cái bộ nồi ra kiểm tra, những lá sắt, lá bố ở trong nó bị mòn hết trơn luôn mọi người. Nó mòn mà nó còn đổi thành 7 màu titan nữa kìa. Và lúc đó xác định là tốn tiền. Mình qua anh Nhân Râu, anh đó là chuyên sửa xe KTM ở quận 8, để anh thay một bộ nồi. Bài học tốn tiền đầu tiên của mình. Nhưng mà đâu phải cứ có bài học là sẽ không tốn tiền nữa đâu. KTM xong, mình chơi KTM, mình mua qua KTM xong. Ôi, sao bên kia nó cháy cái gì vậy ta, ai đốt hả? Dạo này trời tiết nắng nóng lắm, rất là nhiều nha mọi người. Wow, cái gì vậy, trời ơi, cái gì vậy trời, mọi người ơi, ghê quá mọi người ơi. Dạo này thời tiết nắng nóng rất là nhiều, mọi người cẩn thận củi lửa nha. Nắng nóng dễ cháy nổ lắm, mình thấy nhiều vụ lắm rồi nè. Có ai tới chập chưa? Trời ơi, nguy hiểm quá mọi người. Cái gì vậy ta?
đây là cây cái sông nè mọi người. Để mình coi coi vụ gì vậy, cái gì mà bất ổn quá vậy. Bên bờ đó là có nhà người ta không? Trời ơi, đang cứu hộ, đang xịt chữa cháy rồi mọi người. Cháy nhà dân luôn rồi, trời ơi, cháy nhà dân luôn rồi. Cháy nhà dân, cháy nhà người ta hết trơn rồi mọi người ơi. Chết rồi, có ai không, có thiệt hại gì không? Sao cứu thương, cứu hỏa gì chưa tới vậy? Trời ơi, mọi người thấy kinh khủng chưa? Cháy cái này là cháy nãy giờ cũng lâu lắm rồi nè. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nè. Quá là ghê, nguy hiểm quá à. Mọi người hãy lưu ý nha, cái khoảnh khắc này mà mình nói là mọi người hãy kiểm tra trước khi ngủ, là kiểm tra coi mình đã tắt bếp chưa, tắt lò chưa, còn ghim sạc cái gì hay không, ra khỏi nhà còn có bật thiết bị điện gì hay không. Nước cái kiểu này mà sao mà cứu kịp trời. Quá là ghê luôn, mọi người có thể thấy. Mà mình nghĩ là chắc không sao đâu, ngay bờ sông mà. Đúng rồi, chú nói đúng rồi đó, chú nóng quá mà. Quá là kinh khủng nè. Trời ơi, một cái vòi nước như vậy mà sao mà giải quyết được. Cháy lan ra hết trơn rồi. Hy vọng là không sao nha. Thôi mình đi đây chứ tụ tập đông đúc quá. Mọi người thấy rất là đông không? Mình xin phép mình đi ra. Mọi người ơi, dân tình đồ này kia là coi như là trời nóng quá mà nó dễ cháy nổ lắm. Vật liệu mà dễ cháy nổ một cái là nó cháy liền à. Hy vọng mọi người không sao nha. Hy vọng thôi. Trời ơi, nghe mùi khét, cực kỳ khét luôn đó mọi người. Ngợp quá. Thôi chúng ta quay lại về chủ đề đi. Với cái quá trình chơi xe của mình á, thì cái bộ nồi của con Đúc 390 mà nó bị cháy bố nồi á, thì mình phải thay lá bố thôi, chứ không đến nỗi là thay hết nguyên một cái bộ nồi mới. Rồi sau đó là cái thời điểm mà vào giãn cách mà toàn thành phố mọi người, mình không nhớ năm đâu, nhưng mà ở Sài Gòn mình là coi như là, hay là ở Việt Nam mình luôn á, giãn cách khoảng mấy tháng trời luôn, là mình ở nhà, mình chỉ nổ máy xe một tuần một lần để xe nó không có bị yếu bình trên con Đúc 390. Rồi sau đó ha, là vừa hết giãn cách một cái thì mình lấy xe ra mình chạy, thì vô tình cái thời điểm đó là mình bị hết mood, mình bị chán chạy mô tô phân khối lớn á, một thời gian không chạy rồi đó, tưởng là ghiền nhưng mà không. Sau đó mình bán con Đúc 390 để mình đổi sang một mẫu xe nó không liên quan lắm, là con Rebel 500. Tại vì vào thời điểm đó, mà cái thời điểm mà giãn cách dịch ở nhà đó, coi những cái video mà về mấy con hạt lây, mấy cái anh chàng mà phong cách là xã hội đen đi ha, gấu rồi chạy chiếc xe mà kiểu hai chân mà để vậy nè mọi người đó, rồi chạy bánh. Wow, rất là manly, rất là gentleman. Lúc đó là mình bắt đầu mình thích những chiếc xe gọi là những xe classic. Nhưng mà làm gì có tiền, đang chạy Đúc 390 mà giờ úp một cái lên hạt lây rồi, tiền đâu ra, giãn cách mấy tháng nữa. Trời ơi, đói khổ này kia, không có tiền ăn luôn đó. Thì lúc đó là mình hết giãn cách khoảng 2 tháng sau là mình bán con Đúc 390 để mình đổi qua Rebel 500. Mình chơi một cái kiểu giả cày thôi. Nếu các bạn có tò mò về mẫu xe Rebel 500 thì các bạn có thể coi lại video cũ của mình ở trên kênh. Có một cái video mà mình chia sẻ về con Rebel 500 đó đó. Mình cũng độ, cũng ốp nhựa đồ này kia làm cho một cái xe mà nó giống nhất có thể đối với hạt lây, cũng biển số bên hông đồ này kia các kiểu, ghi đông ngang. Nhưng mà bài học thứ hai rút ra dính xương, xe nó không hư, xe đó ngon, tại vì xe Honda mình cũng đã kinh nghiệm chạy tay côn rồi. Nhưng mà mình mua được 2 tháng 3 tháng gì đó mình bán xe. Bài học thứ hai, nên test thử xe trước khi mua.
coi liệu rằng cái xe nó có phù hợp với mình hay không nha mọi người. Con Rebel đó không hợp, con Rebel nó quá là yếu đi, từ 390 nhảy lên 500 là up cc, nhưng cái cục máy mà hai máy của Honda đó hậu về về ga giữa ga cuối hậu có thể là nó mạnh hơn con đúc 390, nhưng mà đối với một đứa chạy thích chạy nhồng như mình thì cái con Rebel đó nó quá là hiền rồi. Lộ xong tốn tiền, mua xe tốn tiền, bán xe tốn tiền, tiếp tục lỗ bán cái con Rebel 500 đó. Sau đó mình lại tiếp tục chơi sang mẫu xe tiếp theo nữa. Mẫu xe gì đây? Và mẫu xe tiếp theo đó chính là, để mình nhớ coi, lâu quá trời lâu rồi. Rebel 500 xong thì mình lại lãng qua một cái, mình chia sẻ nhanh thôi tại vì nó không phải là mô tô. Mình chơi mấy cái con xe là WR155. Cái thời điểm đó là nó hot lên đó mọi người, hot lên WR155 là mình chơi. WR155 cũng là một, tại vì mình để ý là cái gu của mình là mình thích những con cao giống cào cào như nè, nên là từ 390 là cũng đã có thiên hướng chơi như vậy rồi, WR155. Nhưng mà WR155 thì lại bị quá bị yếu sinh lý, nó quá là yếu đi. Cục máy 155 phân khối VVA, nhưng mà nó cũng chỉ là một cục máy của Exciter thôi, nó quá là yếu. Thời điểm đó mình chơi cũng được khoảng nửa năm, nhưng mà mình chạy không có nhiều, mình chạy được khoảng 2000 mấy là mình bán, Odo mình bán rồi, tại vì nó yếu quá. Cái lúc trước khi mình bán là mình quyết định, mình phải lựa chọn giữa hai quyết định, một là mình phải sổ trái, hai là mình phải bán xe. Và hên quá mình quyết định đúng, mình không sổ trái. Sổ trái lên chạy vui vẻ, nhưng cái việc mà xe mà các bạn sổ trái lên nó lại là một hệ quy chiếu. Ê bậy giờ nói hồi nói lại ngôn, nó là một cái hệ chơi khác. Chơi mà chơi xe sổ trái vậy nó lại rất là cực, phải canh tới canh lui coi đạt hay không, rồi phải chạy bao nhiêu ngàn cây, phải kiểm tra rớt cục máy xuống này kia, rất là mệt, rất là cực nha mọi người. Nên là mình đã quyết định là mình không có sổ trái cái con WR đó mà mình bán xe. Bài học số 3 đưa ra là gì ta? Là nếu mà bạn chưa có suy nghĩ kỹ về một mẫu xe nào đó, các bạn mua nó về luôn, nhưng mà các bạn cũng đừng nên quá nóng vội nha mọi người. Tốn tiền độ xe rất nhiều. Cái con WR155 đó, để mình cố gắng mình chèn vô cái video clip, mọi người tin không? Xe cào cào mà có nồi khô. Trời ơi, cái độ nồi khô đó mua 20 triệu. Xe cào cào đầu tiên WR155 đầu tiên ở Việt Nam lên nồi khô. Nhưng mà cái nồi khô đó thì nó bị một cái là nó không bền, tại vì nó được gia công bởi bên Indo, bên Mala gì đó. Nồi khô len can rất là bựa luôn. Nhưng mà không tìm hiểu kỹ, không thấy ai chơi hết, mình chơi nổi, mình chơi đầu tiên. Cũng có lý do tại sao người ta không chơi, tại vì nó không bền. Chạy khoảng gần 1000 cây là cái bộ nồi, cái lá côm, lá sắt nó mòn hết trơn luôn. Rồi xong phải thay về nồi zin lại. Đó, bài học chơi ngu đó. Không tìm hiểu kỹ mà chơi, cứ trả giá vậy đó, tốn tiền, đóng học phí. Rồi, WR155 xong, thời điểm đó luôn mình lại tiếp tục chơi qua cái con Airblade 150. Nhưng mà thiệt sự nó là 63+3. Không sổ trái WR là không ngoan, nhưng mà lại sổ trái Airblade là quá không khôn ngoan. Mình chạy cái con xe sổ trái được một tuần là mình hạ cục máy zin luôn, tại vì nó ồn quá. Nhìn rất lịch sự Airblade mà chạy ngoài đường hún. Để mình ráng mình kiếm tiếp tục, mình kiếm một cái video Airblade 63+3 200 phân khối, ghê chưa đó. Đó, độ tiền đồ chơi 100 triệu. Trời ơi, Olin, Beaufort, Rod, Rambo, Hell Rambo trước, tay thắng tay côm Rambo. Thôi đừng nhắc lại nữa. Chơi chơi phải đỉnh rồi, cuối cùng trả giá cũng phải đỉnh luôn.
đó mỗi cái việc mà chúng ta làm nó đều có để lại hậu quả. Là lúc đó là xong xuôi hết, mình về cũng máy zin, mình chạy con Airblade một thời gian và mình cũng thấy là tự nhiên đang chơi mô tô mà giờ mình lại up cc, hạ cc xuống, mình không up cc mà mình chơi lòng vòng, tự nhiên chơi WR rồi chơi Airblade sổ trái, rồi mình còn mua thêm một con Suzuki Crystal, anh em hay gọi á là Sukitan. Mấy này mấy anh em mà 8X mình nghĩ sẽ biết nhiều nè. Mấy anh em trẻ mà thế hệ cuối 9X như mình thì có thể maybe không biết đâu. Sukitan đó, hay gọi là su cà tàng á, chơi hai thì tạch, chơi cũng được một tháng, mua xe thanh lý hải quan chơi, để mình kiếm thêm cái hình để đây nữa nha. Đó, chơi xe cũng thấy hai thì rồi, cũng thấy ra khói cũng thèm mua chơi, nhưng mà nó yếu. Trời ơi, cái xe đời 90 mấy tới giờ mọi người nghĩ coi còn ngon được cái gì nữa, phải bỏ tiền ra dọn mới ngon. Cái xe nó có giấy tờ, mà giấy tờ gọi là không phải giấy tờ hợp lệ nha, giấy tờ của mình là thanh lý hải quan, nhưng mà phải dọn lại mới ngon. Rồi xong tự nhiên đi đường vòng tốn tiền cho ba chiếc xe đó không đâu ra đâu hết, rồi lại cuối cùng bán và mua con CB65R là mẫu xe gần nhất trước cái con Hyper này. Mình nghĩ rằng cái việc CB650 đó là một cái quyết định khá là khôn ngoan của mình, comeback lại với cái con đường mà chơi xe mô tô phân khối lớn, một mẫu xe của nhà Honda, mẫu xe bốn máy hú. Đối với cái con CB650 thì cái kỷ niệm mà cái việc mà trả giá của mình nó đến từ cái việc mà mình đi sơn mâm. Cái thời điểm đó là rất là thích những cái mâm OZ. Mọi người nếu mà có quan tâm đồ chơi trên xe sẽ biết mâm OZ ha. Mâm OZ cái màu kim loại á, nó rất là đẹp. Mình sẽ để cái mâm OZ lên cho mọi người coi, nó có màu vàng và màu bạc. Trời ơi, lúc đó thích lắm. Lấy con CB về là coi như là muốn đổi mâm, nhưng mà mâm đó 55 triệu, tiền đâu mà cho nổi. Mới lấy cái con CB650 nó về, cũng mua xe lướt luôn, nhưng mà xe đó ngon, có trợ lực ô liền sẵn. Rồi mình về mình vô cái Longbo Full Six cổ Titan Thái Lan với cái bô AKGBR3, uốn đâu này kia. Nhưng mà không có tiền, bắt đầu sơn mâm cái màu bạc. Nhưng mà sơn mâm xong cái người ta sẵn, người ta hỏi em ơi tháo heo ra nè, hay là giờ sơn con heo luôn đi, heo Nissin mà sơn thành cái màu mà heo Rambo Billet á, cái màu xám xi măng á. Dạ, lỡ anh sơn cho em luôn. Cái heo jean người ta đang màu đen mà giờ sơn thành màu xám xi măng, chịu nổi không? Sơn xong thì bị cái là chạy nó bị cạ vô cái dĩa, lý do là tại vì cái bên sơn đó họ sơn con heo nhưng mà họ không tháo cái nhiên quên mất tiêu à. Cái gì? Để hình này chứ. Trong cái con heo nó có hai cái miếng mà để giúp cho cái xe nó thắng lại đó. Sorry mọi người, quên mất tiêu luôn rồi. Cái nó bị cạ vô, coi như là dắt xe rất là nặng. Tự nhiên một ngày đẹp trời mình chạy được 2-3 ngày mình không để ý, mình một ngày đẹp trời sáng dậy đi cà phê dắt cái xe, trời ơi dắt không nổi luôn, mới nhìn vô thấy cái đĩa thắng nó cạ với lại cái má phanh. Có nghĩa là cái việc mà người ta sơn cái con heo đó, nó làm cho cái lớp sơn nó bị dày lên một xíu, mà mọi người nghĩ coi dày lên 0,5 hay 1mm thôi, thì việc lắp má phanh vô thì nó cạ vô cái đĩa là điều đương nhiên rồi. Chạy xe nặng lắm, chạy xe mà nó vậy nè, tại nó cạ mà. Cái mình không biết, mình lấy cái tay mình ngồi xuống mình nhìn cái bánh trước nha, mình lấy cái tay mình cầm vô cái đĩa, trời đất ơi phỏng, mà mọi người hình dung cái tay mà phỏng hình lỗ tròn tròn mấy cái hoa văn của cái đĩa đó, là mọi người hiểu là nó nóng cỡ nào rồi, nó bị cạ cỡ nào rồi. Kể ra mọi người có thể cười, nhưng mà không, mình chơi xe giống như là một cái quá trình mà mình đi học vậy đó, mỗi cái nó đều giúp cho mình có một cái bài học. Khuyên không nên sơn mâm, có sơn mâm lựa chỗ uy tín sơn, và sơn thì cũng nhớ là kiểm tra nha, chứ không là sơn mâm hay là sơn heo này kia nó bị cạ nha. Đó là con CB650R của mình. Con đó cũng thì mình cũng không có bị gì hết ngoài cái vụ đó thôi. Sau đó là mình up lên mình chơi con Hyper này. Đối với con Hyper này thì cái thời điểm mà mình đang quay video ngay lúc này là thiệt ra là mình mới vừa lấy xe từ hãng về nha mọi người. Xe mình mua vào tháng 1 2024, về Ducati
nhiều anh em hỏi rằng tại sao mà mình không mua xe mới, mua xe cũ đi mà mua xe lướt đi, dùng từ xe lướt cho nó hay nha, cho nó tiết kiệm tiền mà sao mình mua xe mới. Tại vì cái con Ducati này là mấy con này là mình biết được là xe cũ trên thị trường, mình không biết rõ gốc gác làm sao. Mình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cái con xe mơ ước này rồi, thì tới nước này không lẽ mình lại mua một con xe nó lởm chởm. Mình dồn tiền mình mua xe mới luôn để tránh trường hợp xe nó bị bùa. Anh em biết dạo này rất là hot nhiều vụ xe bùa, anh em chơi dính xương, rất là tội nghiệp cho những anh em. Lâu năm vẫn bị dính nha mọi người. Người ta muốn, người ta tìm cách à. Thì đối với cái con Hyper này là mình mua mới để mình hạn chế những rủi ro có thể. Tuy nhiên xe cộ mà thì mình được bảo hành. Thì cái con này cách đây 2 hôm mình đang chạy thì mình phát hiện ra ở dưới cái cục máy này nè, nó có một cái két nhỏ là cái két dầu, thì nó bị xì dầu ra từ cái két đó. Thì mình rất là hoang mang, ủa trời ơi, mình đâu có chạy, mình đâu có kiểu mà cạ gầm hay leo lề mà bị bể lốc máy đâu mà sao xì dầu. Thì nhìn kỹ lại là hai cái cọng dây trong cái van điều tiết dầu, một ống vô và một ống ra của cái két nhớt đó đó, nó bị lỏng ốc, xiết ốc lại là xong rồi. Nhưng mà không, tại vì xe còn bảo hành mà mình cứ đưa vào hãng, gọi xe cứu hộ, đứng ở trời nắng đợi 1 tiếng đồng hồ, gọi xe cứu hộ tốn 450 tới hãng, thì hãng họ kiểm tra thì họ phát hiện ra là nó bị hụt nửa lít nhớt. Trời đất ơi, cũng hên. Tại vì cái hôm mà mình phát hiện vào buổi sáng thì tối hôm trước là mình tính là lấy xe này ra đi Vũng Tàu để quay vlog cho anh em rồi đó. Thử tưởng tượng coi mà nó bị xì nhớt như vậy mà chạy Vũng Tàu là cái con này là coi như là rớt máy xuống, coi như là sửa cục máy là tốn cả 100 triệu có. Má ơi luôn, rất là hên, rất là may mắn, trời còn thương. Cái lỗi rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ xảy ra những cái rất là lớn. Mọi người thấy kinh khủng chưa? Và chưa kể ha, xì dầu xì nhớt xì nhau xuống ha, rồi chạy ha, cái bánh nó cán vô nó trượt té. Trời ơi té cái một liền, dễ gì không té. Đó, thì mình đem tới hãng, rất là cảm ơn các anh em hãng, anh Tuấn kỹ thuật Ducati, anh Ken người đã bán xe cho mình, đã support mình rất nhiệt tình, theo đúng quy trình gửi mail về hãng để hỏi và fix xe lại, sửa chữa hoàn toàn miễn phí bởi vì còn thời hạn bảo hành. Xe bây giờ ngon lành rồi, lấy nãy giờ chạy ngon lành. Đó, thì đó là cái quá trình mà mình chơi xe mà mình bị dính xương, rất là mệt mỏi ha. Vậy thì mình nghĩ ra thông qua cái việc mà mình chia sẻ từ nãy tới giờ thì các anh em sẽ có nhận được những cái bài học về xe mô tô phân khối lớn. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ bị dính xương thôi, quan trọng là chúng ta rút ra được cái việc gì từ cái bài học đó, chúng ta thay đổi như thế nào để tốt hơn. Và nếu các bạn có những cái kỷ niệm vui vẻ về cái con xe của mình dính xương giống như mình thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Mình là Đạo Đi Dạo, tuy là mình đi dạo nhưng mà mình nói hơi nhiều. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian hết để nghe những cái sự xàm xàm này của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.